Hello everyone. Today we are going to learn Unit 10, Session B, A Bath to Take. Xin chào các em. Hôm nay cô cùng các em tìm hiểu Unit 10, phần B, A Bath to Take. B1 và B2. Các em cùng lấy sách vở ra để chúng ta học bài mới nhé. Now we have some new words. Look at this. He has a toothache. Have a toothache. Have a toothache. Bị nhức răng, bị đau răng. He had a toothache last week. Vậy ở đây chúng ta có động từ had vì câu của chúng ta đang sử dụng thì quá khứ đơn, last week. Have an appointment. Have an appointment. Có cuộc hẹn. She is a dentist. She is a dentist. Dentist. Nha sĩ. Be scared of. Be scared of. I'm scared of seeing the dentist. Tôi sợ gặp nha sĩ. Drill. Drill. Cái khoan. À, khoan dùng trong nha khoa các bạn ha. Loud, loud. A cavity, a cavity, a cavity. Here, a cavity. À, một cái lỗ sâu răng. A cavity. Now, fill a cavity. Fill a cavity. Trám chỗ sâu răng. To hurt. Hurt. Làm đau. Shout. Shout. Now again. Have a toothache. Have a toothache. He had a toothache last week. Have an appointment. Have an appointment. Dentist. Dentist. Be scared of. Be scared of. I am scared of seeing the dentist. Drill. Drill. Loud. Loud. A cavity. A cavity. Fill a cavity. Hot. Hot. Shout. Shout. Now again, have a toothache. He had a toothache last week. Have an appointment. Dentist. Dentist. Be scared of. Be scared of. I am scared of seeing the dentist. Thrill. Loud. Cavity. Cavity. Fill a cavity. Hot. Hot. Sound. Sound. Các em chép bài từ mới vào vở và cố gắng học thuộc lòng nhé. Now listen. Min and Ha are talking together. Listen and know what the master with him. B. A bad toothache. 1. Listen. Then practice with a partner. Ow! What's the matter, Min? I have a toothache. Are you going to the dentist? Yes, I am. I have an appointment at 10:30 this morning, but I'm scared. Why? I hate the sound of the drill. It's so loud. I understand how you feel, but don't worry. Last week, the dentist filled a cavity in my tooth. Were you scared? I was a little scared, but the dentist was kind. She looked at my teeth and told me not to worry. Then she filled it. It stopped hurting afterwards. I felt a lot better after she fixed my tooth. You're right. I feel less scared now. Thanks, Hua. You're welcome, Min. Good luck. No, so what's the matter?
Mình has a toothache. And her had a toothache last week. Như vậy trong bài này chúng ta có câu chuyện của Hoa. Vào tuần trước cô ấy cũng đã bị đau răng và đã đến nha sĩ. Thì các bạn xem ở đây những động từ nào cho chúng ta biết đó là thì quá khứ đơn đây các bạn. Đó chính là filled. Đây là một động từ hợp với tắc và nó được thêm ed. Were you scared? Đây là hình thức quá khứ của động từ trú to be. I was a little scared, but the dentist was kind. She looked at my teeth and told me not to worry. Then she filled it. It stopped hurting afterwards. I felt a lot better after she fixed my tooth. Như vậy, ở đây chúng ta có câu chuyện của Hoa kể lại sử dụng các động từ ở hình thức quá khứ đơn, hợp quy tắc và bất quy tắc đều có ha. Những động từ được thêm ed chúng ta gọi là động từ hợp quy tắc, có quy tắc. Còn lại động từ to be và một số động từ ví dụ như tell, told, feel, felt thì đó chính là động từ bất quy, bất quy tắc. Now, listen again. Chúng ta cùng nghe theo dõi bài trong sách giáo khoa. Để chúng ta luyện tập đọc các bạn nhé. B. A bad toothache. 1. Listen. Then practice with a partner. Ow! What's the matter, Min? I have a toothache. Are you going to the dentist? Yes, I am. I have an appointment at 10:30 this morning, but I'm scared. Why? I hate the sound of the drill. It's so loud. I understand how you feel, but don't worry. Last week, the dentist filled a cavity in my tooth. Were you scared? I was a little scared, but the dentist was kind. She looked at my teeth and told me not to worry. Then she filled it. It stopped hurting afterwards. I felt a lot better after she fixed my tooth. You're right. I feel less scared now. Thanks, Hua. You're welcome, Min. Good luck. Rồi, các bạn cố gắng luyện tập bài đối thoại này ở trang 103 trong sách giáo khoa nhé. Now, B. We move to this exercise. Now complete the passage using words, filled, hurting, toothache, and toe. Chúng ta có thể đọc lại câu chuyện của bạn Hoa kể để hoàn thành cái đoạn ngắn này bằng các từ cô gợi ý. Now number one, Hoa had a last week. Chắc chắn câu trả lời là Hoa had a toothache last week. She was a little scared. The dentist was kind. She told Hoa not to worry. After that, the dentist filled the cavity. It stopped hurting. Sau động từ stopped, động từ hurt thêm in các bạn ha. Như vậy Hoa đã bị đau răng vào tuần trước. Cô ấy có hơi lo sợ một chút. Người nha sĩ rất là tử tế. Cô ấy đã bảo Hoa là đừng lo lắng. Sau khi nha sĩ trám cái lỗ sau răng thì nó ngừng đau. Now, listen again and then answer the questions. Chúng ta có 4 câu hỏi. What is wrong with Min? B. Does Min like going to the dentist? Why did Hoa go to the dentist last week? What did the dentist do? Listen and answer. B. A bad toothache. 1. Listen. Then practice with a partner. Ow! What's the matter, Min? I have a toothache. Are you going to the dentist?
Yes, I am. I have an appointment at 10:30 this morning, but I'm scared. Why? I hate the sound of the drill. It's so loud. I understand how you feel, but don't worry. Last week, the dentist filled a cavity in my tooth. Were you scared? I was a little scared, but the dentist was kind. She looked at my teeth and told me not to worry. Then she filled it. It stopped hurting afterwards. I felt a lot better after she fixed my tooth. You're right. I feel less scared now. Thanks, Hua. You're welcome, Min. Good luck. Now, let answer. Các bạn kiểm tra đáp án của mình so với cái đáp án của cô đã cô cho ha. What is wrong with Min? He has a toothache. Does Min like going to the dentist? How do you know? No, he doesn't. The loudness of the drill scares him. Or he is scared of the sound of the drill. Why did Hua go to the dentist last week? Because she has a toothache. And what did the dentist do? The dentist filled the cavity in her tooth. Okay? Now we move to B2. Listen and answer. We have some new words before listening. The first one is look after. It means take care of. Cụm từ take care of chúng ta được học rồi ha. Look after, take care of. It means chăm sóc. Give advice. Give someone advice. Right? Cho lời khuyên, cho ai đó lời khuyên. Remind someone to do something. Nhắc nhở ai đó làm gì. Sensibly, một cách khôn ngoan. Now again, look after. Take care of. Give advice. Remind someone to do something. Sensibly. À, chúng ta chỉ cần nghe thôi. À, chúng ta nghe hiểu để chứ không cần phải thuộc lòng, đọc thuộc lòng những cái từ này các bạn ha. Okay, now listen and choose the best answers. Cô có 3 câu hỏi. Các bạn sẽ nghe câu chuyện kể về Dr. Lai và trả lời những câu này, chọn câu đáp án đúng này cho 3 câu hỏi này cho cô. Number 1, what does Dr. Lai do? She looks after children's teeth. She looks after sick children. She looks after teachers sick. 2. How do most students feel when they come to see Dr. Lai? They're happy, they're scared, they're excited. 3. What does Dr. Lai tell students to do? She tells them how to look after their teeth. She reminds them to clean their teeth regularly and eat sensibly. Both A and B are correct. Bây giờ chúng ta cùng nghe và chọn đáp án A, B, or C cho cô nha. 2. Listen and answer. Dr. Lai is a dentist at Kwang Chung School. She looks after all the students' teeth. Now, let's check the answer. 1. What does Dr. Lai do? The answer is A. She looks after students' teeth. Two. How do most students feel when they come to see Dr. Lai? They're scared. 3. What does Dr. Lai tell students to do? The answer is C. Both A and B are correct. She tells them how to look after their teeth. She reminds them to clean their teeth regularly and eat sensibly. Now, let's listen again.
như vậy chúng ta vừa nghe xong một đoạn ngắn kể về công việc của nha sĩ Lai. Now, answer about you. What did you do the last times you had a bad toothache? And are you scared of seeing the dentist? Đây là hai câu hỏi dành riêng cho bản thân các em. Ở nhà các bạn sẽ đọc lại, học bài đối thoại, đọc lại bài đối thoại và chúng ta trả lời hai câu hỏi này giùm cô nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Now goodbye and see you again.